những cái khe nước mà khỏi và nước từ trên núi xuống mà phải nói là hàng ngàn năm tuổi rồi, từ trước đây tại tỉnh Champa Sắc của Hạ Lào, thì trước tiên là nó có một cái điều kỳ lạ mà đặt trong mắt Bùi Hồ, đó là những cái khe nước mà Bùi Hồ mới quay cận cảnh cho cô bác quý anh chị thấy đó, là nó là chỉ những cái khe dọc thôi nha, chứ không phải là một cái dòng nước mà nước nó cứ chảy quanh năm, và thậm chí là không biết là đã bao lâu rồi. Cái con bướm đậu lên cái tay của mình nè, ôi đuổi nó không đi luôn mọi người. Ôi, cái con bướm màu ngộ lắm. Đá này có hình đầu của một cái chú voi, gọi là ông tượng á. À, người ta gọi đất nước Lào là một cái đất nước vạn tượng hay là đất nước triệu voi. Thì đây là những cái hình ảnh chắc có lẽ là do, em nghĩ là do tổ tiên ông bà đã tạc nên. À, tại vì mình thấy những cái vết tích này là do cái vết tích mà điêu khắc á. Sau khi cúng viếng Phật ở trong ngôi đền thì chắc có lẽ là đã khỏe rồi ha. Dạ, bây giờ anh có thể giới thiệu những cái tảng đá người ta xếp như thế này nè. Cái này là những tảng đá người họ có tín ngưỡng. À. Khi mà xếp chồng những tảng đá này lên đến một mức độ nào đó thì nó sẽ không ngã, thì mình sẽ càng cao, những tảng đá chất càng cao. Dạ. Cầu xin những gì đó là sẽ càng được. À, hay ha. Có nghĩa là chất càng cao thì sẽ gặp càng nhiều sự may mắn ha anh ha. Em nghe được cái tiếng suối gốc gách. Đây, bây giờ là mình sẽ dẫn các bạn đi lên một cái tảng đá mà của ngôi đền này, là nước trong cái đá này sẽ chảy ra quanh năm ở một ngôi đền này thì rất là linh thiêng. Thì theo tín ngưỡng của người dân địa phương thì cái tảng đá này thì mình có thể lên lấy nước để về uống hoặc là rửa mặt để mà xóa đi những cái tội lỗi của những cái gì xui xéo, những cái gì là không may mắn. Dạ. Thì mình sẽ lấy cái nước này để rửa mặt. À. Hoặc là uống để mà những cái không may mắn nó sẽ qua đi đối với gia đình và bản thân mình. Nhưng mà em thấy nước suối chảy gốc gách nè, do mấy ngày trước là mưa nè. Thì vậy thì cái con nước đó chảy từ trên núi xuống thì mùa khô thì như thế nào? Mùa khô thì nước này nó trong khe đá này vẫn có nước chảy ra. Vì trong khe đá này nước thì chảy ra quanh năm. Còn đối với mùa mưa thì nước số lượng nước sẽ nhiều hơn. Ô, hùng vĩ chưa? Lên chút xíu. Ở đây là chụp hình là okay. Hợp lý ha. Cái gì mà ưỡn kinh tế. Rồi. Ôi, cháu có làm du lịch à? Dạ. Du lịch cho Lào à? Dạ. Ôi. Này, đi lên hòn đá này này cô. Đi lên không được à? Không có đâu cô ạ. À. Trên thôi, đi cẩn thận thôi. À. Ôi. Đây trước khi quay cái nơi mà linh thiêng thì quay cho cô bác quý chị thấy nè. Đây là chỗ này người ta vẫn có một cái sự cúng viếng á. Ở đây là cái tảng đá gì anh? Thì giống như tảng đá hình hình trụ và dạ. Hình con voi. À. Và đã bị phai mòn theo thời gian. Thì ở đây là cũng vẫn thắp nhang để mà thờ. Và đây là cái giếng nước, cái khe đá này, nó chảy nước này sẽ chảy quanh năm từ mùa khô đến mùa mưa. À, đây là cái giếng người ta sẽ hứng nước. Hứng nước để bà con tín ngưỡng có thể mang về. Dạ. Hoặc dùng nước này để rửa mặt. Để dạ. Bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ miêu tả về cái giếng nước này cho cô bác quý anh chị biết ha. Đầu tiên là cái ống dẫn nước. Cái ống dẫn nước này thì được làm bằng gỗ. Và người ta sẽ đục gỏng một cái đường như thế này cho nước chảy xuống. Và cô bác quý anh chị có thể thấy đây là hình một cái giống như miệng của con rồng. Đúng rồi. Và đây là đầu rồng. À, đây là thân rồng. Và nó sẽ dẫn xuống cái giếng như thế này nè cô bác quý anh chị. Nước rất là trong luôn.
Và ở trên này thì nước nó chảy suốt quanh năm ha? Suốt quanh năm. À, cái này có lâu chưa? Cái gỗ này, này thì sau này là cái các tín ngưỡng thì các Phật tử thì họ mới làm cái giếng này để mà thuận tiện cho cái việc mà nước ra để mà bà con tín ngưỡng. Thuận tiện cho việc lấy nước hoặc là rửa mặt. Vậy thì trước đây nước nó chảy xuống đâu? Nước thì nó chảy ra khe đá này. Thì bà con thì sẽ hứng trực tiếp tại khe đá này. Nhưng mà sau này thì cái đi lại nó khó khăn. Dạ. Thì bà con tín ngưỡng tôn giáo họ sẽ làm cái máng này để mà chảy ra cho thuận tiện cho việc lấy nước. Quay sát vào cái khe đá này thì khe đá này thì nước chảy quanh năm không khi nào hết. Không hết. Mùa mưa hay mùa nắng. Đây cô bác quý anh chị. Không có một dòng chảy nào nha. Cái gì? Một khe thôi. Một khe đá mà không biết nó chảy rồi ra dòng nào. Nhưng mà cả quanh năm. Ủa sao vô đây vậy? Chắc là một số bà con họ bị vô đó. Thôi đi nó bị dơ đó. Mình lấy ra đi ha. Thì họ để thuận tiện cho việc mình lấy cái chai nước để ở trong cái. À có nghĩa là người ta đúc vô á. Nhưng mà như thế á thì nó sẽ mất đi cái đẹp, cái thiên nhiên. Đây cô bác với anh chị, đây là một cái khe đá bị nứt ra thôi nha. À, mà nước nó cứ chảy xuống như thế này quanh năm mà. Qua đây anh Phẩm ơi. Bây giờ mình uống nước trên đây hay uống nước dưới đó? Thưa với cô bác quý anh chị, hôm nay thì được sự hướng dẫn tận tâm của anh Phẩm thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái những cái khe nước mà khỏi và nước từ trên núi xuống mà phải nói là hàng ngàn năm tuổi từ trước đây tại tỉnh Champa Sắc của Hạ Lào. Thì trước tiên là nó có một cái điều kỳ lạ mà đặt trong mắt Bùi Hồ, đó là những cái khe nước mà Bùi Hồ mới quay cận cảnh cho cô bác quý anh chị thấy đó, là nó là chỉ những cái khe dọc thôi nha, chứ không phải là một cái dòng nước mà nước nó cứ chảy quanh năm. Và thậm chí là không biết là đã bao lâu rồi thì nguồn nước này có thể là cung cấp nuôi cho những người dân ở tỉnh Champa Sắc này. Đúng rồi. Thì người ta nói tin rằng á là khi mà lấy nước này một ít rửa mặt hoặc là uống thì chúng ta sẽ được sự may mắn nè, được sự phù hộ của các thần linh nè. Thì Bùi Hồ hôm nay có dịp đến đây thì cũng mong các chư các lấy một ít nước rửa mặt cũng như là uống để mà cầu mong sự may mắn. Tại vì tâm linh là một cái câu chuyện gì đó chưa được chứng minh mà nó luôn hiện hữu trong cuộc sống của mình, đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Có những chuyện không bao giờ giải thích được. Thì mong là mình sẽ có một cái sức khỏe và tiêu từ bệnh tật ha. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ rửa mặt trước đi. Tại vì đi nãy giờ ở dưới lên thì cũng khá là mệt. Bây giờ uống một ít ha. Người ta tin rằng là lấy nước này uống thì sẽ chụp về tấm hình đấy. Lấy nước này uống thì sẽ sức khỏe dồi dào. Vị nước á, thì kiểu là nó giống như nước suối á. Và nước thì rất là thanh. Cứ quanh năm là mưa nắng gì cũng có gì hoài hên. Mưa nắng thì cũng là cũng có quanh năm. Không có nghe mùi vị gì hết nhưng mà nó ngọt ngọt thanh á. Và người ta nếu như mà nước suối mà chạy thẳng từ lá cây thì nó sẽ có mùi, đúng không anh? À, uống đi nữa hả? Bùi Hồ hôm nay uống nước hơi bị nhiều đó. Tới anh đi. Rồi. Dạ. Rồi, hôm nay cũng hữu duyên lên đây thì xin quý thần phù hộ đầu tiên bà con và gia đình được mạnh khỏe, những gì may mắn luôn đến, những cái gì xui xẻo thì qua đi. Ta còn xin nước rửa mặt để mà có đi những cái sáng suốt hả anh hả? Sang con đường đi tiếp theo được sáng suốt, đi được thuận lợi. Anh thấy nước mát không? Dạ.
Ôi, số 1. Giác sau khi mà anh uống nước mà chảy từ trên một cái tảng đá to đùng như vậy xuống thì như thế nào? Thì cũng nói chung là hôm nay là cảm giác lâu lắm rồi mới được là cùng Bùi Hồ đó và dùng cái nguồn nước này là rất là thanh mát, và cũng theo tín ngưỡng thì cũng rất là may mắn hôm nay là cùng Bùi Hồ để lên đây mà được cái tận hưởng cái nguồn nước thiêng ở trên khu vực đỉnh núi của Bạch Phu. Yeah. Đó, thì cũng mong là khán giả của Bùi Hồ là có cơ hội đến đây và đi tham quan cái đền này và cảm nhận được cái một lần cảm nhận được cái nguồn nước và cái sáng vật nơi đây của thiên nhiên để lại. Dạ. Thì theo em nghĩ là nó có một cái sự kỳ bí gì đó rất là lạ, một cái tảng đá nguyên khối như thế này nè, thì ở dưới đó có một cái khe nước chảy xuống, thì cứ chảy quanh năm như thế, đó là một cái điều kỳ lạ ha, và khó lý giải. Rất là khó lý giải. Thời tiết Lào rất là nóng luôn cô bác quý anh chị, và đặc biệt là leo lên núi như thế này mà thời tiết không ủng hộ á thì sẽ rất là mệt. Nhưng mà ngày được hôm nay là trời găm, nó không có mưa mà trời mát mát á. Hàng ngày thì nhiệt độ là Lào cao không anh? Hàng ngày mà nhiệt độ vào các mùa thì tầm 32 đến 35 độ C. À. Thời tiết rất là nóng nực. Nhưng mà tháng 7 này là rơi vào mùa mưa của Lào, tháng 7 tháng 8 là mùa mưa của Lào, nên thời tiết hôm nay cũng rất là ổn định. Cũng không mưa mà cũng không nắng mấy. Ở đây thì vòng vòng đây thì cô bác quý anh chị có thể thấy rất là nhiều cái cây cổ thụ ở đây luôn. Có tuổi đời từ hàng trăm năm á. Và tí xíu nữa đây thì Bùi Hồ cùng với lại anh Phẩm sẽ đi thăm một đi giếng một cái tảng đá mà có hình con voi anh hả? Đúng rồi. Nghe nhắc đến con voi thì em mới nhớ như thế này nè. Là đất nước Lào được mệnh danh là đất nước triệu voi. Triệu voi. À. Thì trước đây là ở đây nhiều voi lắm hay sao anh? Đúng rồi, đất nước Lào thì được mệnh danh là đất nước triệu voi. Bởi vì lúc xưa ở đây là voi rất là nhiều. Nhưng mà theo thời gian thì do các cái nơi mà bảo tồn voi với một số voi mà ở diện tích ở khu vực miền Nam này thì nó cũng giảm bớt. Yeah. Giống như là voi cũng một số voi là cũng già. Yeah. và chết đi, nên là vẫn còn rất ít voi ở khu vực này. Dạ. Yeah. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi thăm một cái tảng đá hình có hình đầu voi. À. Tiếp tục cũng khá là ly kỳ ha cô bác quý anh chị. Một cái ngôi mộ tháp đó đúng không anh? Ở đây là lăng mộ của một vị sư nào đó. À. Vị sư ở trong chùa. Khi mà lăng mộ này thì được xây là xây và tro cốt họ được để trong này. Nhưng mà các vị sư thì thường ở trong chùa, nhưng mà lăng mộ của vị sư này thì đợi ở trên núi gần cái đền Vạch Phu luôn. Cơ bản cũng có những vị sư ở những ngôi chùa khác nhau, nhưng mà có vị sư nào mà họ ở ngôi chùa nào thì họ khi họ mất đi thì họ cũng muốn họ đặt cái tro cốt của họ ở một ngôi chùa đó. Dạ. Thôi bây giờ đi lên đi. Đất nước Lào thì vì lâm sản cô bác quý anh chị thì phải nói là với số lượng khá là lớn ha anh ha. Toàn là gỗ quý không à? Toàn rất nhiều gỗ quý. Dạ. Tại vì Lào thì diện tích của Lào thì bằng 2/3 Việt Nam, nhưng mà đồi núi nhiều lắm. Vì cái địa hình đồi núi khá là nhiều nên ở đây á chỉ dân số chỉ hơn 7 triệu dân thôi. Có nghĩa là không được phân nửa của Sài Gòn nữa. Đúng rồi. Đây. Tảng đá này là lúc xưa là có hình thù của voi. Ôi trời. Voi. Như cái này là hình rõ ràng hơn, còn hình bên kia là chỉ có cái voi thôi, voi thôi. Ở dưới là có hai cái con voi tượng sau này. À, tượng sau này họ đặt để mà thờ cúng. Ôi. Cái này là do thiên nhiên hay nhân tạo anh? Thì theo mình thì chắc cũng lúc xưa thì chắc cũng có một cái truyền thuyết nào đó. Dạ. Mình không biết được, nhưng mà mình nghĩ là cũng có dấu tay của con người ở trong này. Ừ. Nhưng không cũng không phải là. Em mời anh qua đây đi ha. Đây là một cái tảng đá nguyên khối rất là lớn, nằm cao lên so với
tất cả các tảng đá còn lại xung quanh đây. Và ước chừng chiều cao của cái tảng đá này á, thì khoảng chừng 4 đến 5 mét hay anh ha. Và chúng ta có thể nhận thấy rõ ràng đó là rêu phong phủ đầy trên cái tảng đá này. Có nghĩa là không biết là do nhân tạo hay là do thiên nhiên, thì ở đây cái tảng đá này có hình đầu của một cái chú voi, gọi là ông tượng á. À, người ta gọi đất nước Lào là một cái đất nước vạn tượng hay là đất nước triệu voi. Thì đây là những cái hình ảnh chắc có lẽ là do, em nghĩ là do tổ tiên ông bà đã tạc lên. Tại vì mình thấy những cái vết tích này là do cái vết tích mà điêu khắc á, đạt lên. Hình ảnh một cái chú voi, ở đây cái sừng này bị gãy rồi. Dạ. Ngà. Dạ, cái ngà này bị gãy. Và có đầy đủ là tai nè, vòi nè, miệng nè. Và ở đây là, cái gì đây, nhìn gần, nhìn không có, chân hả? Chân trước hả anh? Chân trước, chân trước. À. Tai, ngà. À, hai cái ngà ở đây. Ở đây là hai cái ngà nè, hai cái ngà. Hai cái lỗ tai miệng ở trên kia. Còn cái này là gì anh? Con mắt ở đây đúng không? Đúng rồi. Mắt voi là ở trên. Ở dưới này là cái miệng. Còn cái vòi thì nó sẽ cong qua đây. À, khá là hay ha. Và hình thù thì mình nhìn giống như là một cái chú voi đang nằm, đang đứng yên vậy á. Đúng rồi. Đó, giống như vậy á. Giống một cái tượng của voi đá. Dạ. cũng rất là hay á. À, cái vòi á, cái vòi thì đang phun nước nha mọi người. Cong qua đây, và ở đây người ta có những cái lần như thế này, và có vòi phun nước qua đây nè. À, hay lắm. Và ở đây có độ khuyết vào đây luôn. Thì có nhiều người cho rằng thì cái tảng đá này là thiên nhiên. Nhưng mà có nhiều người do tạc, thì cô bác quý vị có thể biết thì có thể việc khảo cổ đó có thể cho bình luận cho mọi người biết. Bây giờ quay gần lại ha. Này. Ở dưới đây là cái miệng nè. Ở trên đây là cái vòi với lại hai cái ngà. Ở trên kia là cái hai cái đôi tai. Và ở đằng sau là một cái mình rất là to. Anh à. À, nhìn xa thì thấy nó rõ hơn á. Rất là đẹp luôn mọi người. Ở bên đây cũng có một cái đầu của voi nè. Anh. À. Có nghĩa là hai voi luôn, hai chú voi luôn. À, vì cái địa hình nó hơi bị sâu nên mình không thể quay rõ được. Dạ. Có bao giờ ai leo lên đó chưa? Chưa. Ở đằng sau này giống như là một cái chân á. Đúng rồi. Ha. À. Không có ai leo lên được hả? À, nhưng mà đằng sau này thì em có tưởng tượng như là nó tự nhiên á. Đúng rồi. Nó khuyết vào tự nhiên đúng hơn. Đúng rồi. Chứ có tự nhiên hơn bên đây. Ừ. Ê anh, ở trên này là giống như một cái vòi voi nữa nè, thấy không? Con voi nhỏ nhỏ. À, khá là lạ luôn mọi người. Cái con bướm đậu lên cái tay của mình nè. Ôi đuổi nó không đi luôn mọi người. Ôi, cái con bướm màu ngộ lắm. Hắn là quay xong thì trời ông cũng đổ mưa. Và phía sau lưng của Bùi Hồ và anh Phẩm, đây là cái tảng đá tượng có hình một cái con voi, không biết là điêu khắc nhân tạo hay là tự nhiên. Nhưng mà đây là những cái thước phim mà rất là quý mà hai anh em ghi hình lại được. Trời có mưa thì anh nói là vô là gì? Kết thúc clip đi anh ơi. Thôi, vừa xong thì giới thiệu xong cho các bạn thì trời cũng mưa rồi. Thì thôi xin kết thúc clip tại đây. Mong các bạn là có thời gian để mà lên, có thời gian qua Lào để mà tham quan du lịch, để mà đến những điểm và những kênh, những thước phim này rất là khó khăn. Nên mong các bạn là lần sau là ủng hộ video nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại.